Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhi Miễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ cho các bạn xem là Nhi đã may xong cái áo áo đầm liền Nhi sẽ quần cho nha các các bạn bạn. xem nha. Đó. Rất là đẹp. À. Còn dưới đây á là vải. Vải Nhi sắp sửa cắt thêm cho hai cái cho khách nữa. Đây là sơ đồ. Đó, sơ đồ Nhi cắt đó. Còn cái này là vải dụng. Đây vải dụng của cái sản phẩm Nhi mới vừa Sau may khi ra Nhi xong. đã may xong rồi đây cả nhà nhìn thấy đẹp không? Đó, Nhi đã may xong rồi đây. Nhà thấy đẹp không? Đây Nhi sẽ có may hai cái túi nữa nha cả nhà. Đó, Nhi có may túi nữa đó. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Nhi mới vừa may xong. Cái màu vải này nó rất là nhu. Nhi cũng phối dài cũng là đẹp với cái màu và vải luôn, cho nên là nhìn cái rất là sang đó cả nhà thấy không, rất là đẹp. Đây Nhi sẽ tới xíu cho cả nhà xem nha. Đây đó, đây là có cái túi nha cả nhà, túi xéo. Ở trước đây thì có hai cái ly nha đó, ở đây thì Nhi có mai cái dúng thun ôm rất là đẹp đó. Đây phía sau đây đó, phía sau của Nhi đó. Nhìn thấy không? Phía sau rất là đẹp luôn. Cái này là Nhi mặc size M. 52 kg rất là đẹp. Nhìn thấy không? Đây Nhi cũng may xong một cái nữa đây. Cái này Nhi cũng sắp sửa ra cho khách đây. Nhi cũng may xong đây. Cái này cũng của khách luôn. Tại vì Nhi sẽ mặc thử, Nhi sẽ quay cho các bạn xem á. Đây nha, đây là giải dụng đây. Đó, để nói thì các bạn không có tin là không phải là Nhi may. Cho nên Nhi sẽ cho các bạn xem đây là giải dụng đây. Nào mà thích kiểu sexy á, hoặc là mặc cái kiểu áo này á, mà các bạn áo phát vô, nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Đây, Nhi sẽ lấy áo phát, Nhi phát vô cho các bạn xem nha. Đây áo phát này Nhi cũng may luôn đó. Đây hai lớp đây, Nhi sẽ phát áo phát vô cho các bạn xem nha, rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, đẹp ghê luôn á. Đây thì mình mặc cái bộ đồ này thì mình phối cái áo phát này rất là sang đó. Khi các bạn đi đường á thì các bạn phát áo phát chưa, khi vào nhà thì các bạn lỗ phát ra đó, nhìn sang ghê các bạn. Đây Nhi sẽ tới xíu cho bạn xem nha. Đó đây áo phát Nhi mai luôn đó. Đây khi các bạn ra đường thì các bạn sẽ gài nút áo lại đó, đó. Thì gài hết trơn nút áo lại thì nhìn các bạn nhìn đi rất là sang. Nhi cũng mới vừa may xong, nhưng mà để Nhi sẽ làm cho clip tiếp cho các bạn xem cái kiểu áo phát này cho các bạn xem. Đây áo phát này thì có nắp túi nha cả nhà. Đó ở đây có đồ ngang, ở đây có may đường gấp. Nhìn rất là sang. Nhi xin kết thúc đây nha cả nhà xem và ủng hộ cho Nhi Miễn Cuộc Sống ở Bỉ nha. Bye bye các bạn nhiều, cảm ơn, bye bye.